tuyến phố này. Và đó là một vài những cái đường giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin trong chuyển động thị trường, thưa quý vị. Mở đầu cho cái bản tin tiếp theo của chuyển động thị trường thì chắc hẳn rằng sẽ là bản tin về tài chính ngân hàng. Thưa quý vị, mới đây thì ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng từ mức 1,3% đã giảm về mức 0,8% hiện nay. Tổng dư nợ tín dụng hiện ở mức 8 triệu tỷ. Hoàng tử và công chúa đẹp quá mẹ ơi! Cứ siết chặt lại, và cái việc nhập cư trái phép bây giờ đã được mọi người cực kỳ quan tâm. Chúng ta là người dân, chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung tay. Chỉ cần quý vị mình cộng tác thôi là tôi nghĩ thắng. Dạ. Còn ví dụ như mà mình hay bao che người Việt Nam, mình thấy thôi kệ tội tội, báo không ai tội nó. Vậy trời ơi, nó bị ở ngồi tù, tội tội nó. Chỉ cần một tử tội quý vị thôi là coi như là cả làng, cả xóm đi vô cách ly hết. 14 ngày chúng ta mình bao che cho một cái người họ làm sai, họ mang dịch bệnh đến thì thật sự cái tội đó của chúng ta không phải là tội nghiệp, mà chúng ta đang tội chính bản thân của mình là mình không có chính kiến để cho dịch bệnh nó ngày càng nhân rộng hơn. Đã đến lúc đụng chạm đến quyền lợi của mình rồi thì quý vị chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa, chỉ điểm để cho cơ quan chức năng xuống làm việc với họ và bỏ đi cái thói mà đưa những cái người như thế này vào trong nước mình. Và quý vị biết là như Thông Nguyên chia sẻ, họ không có giấy tờ. Với một người mà không có giấy tờ thì sao ạ? Bần cùng xin đạo tặc. Quý vị biết là họ đâu còn gì để mất nữa. Mình đụng tới họ là họ chém mình liền luôn á. Tại vì họ đâu có sợ. Quý vị biết Chí Phèo rồi mà. Ông Chí Phèo đâu sợ gì đâu, vỡ ăn cái ăn vạ ăn vặt. Còn những cái người đó, mình chỉ nắm là nắm cái người, nắm cái đằng chốt, đằng đuôi á. Chứ còn mình nắm ai cái lưỡi, ai mà nắm. Nên quý vị biết rõ ràng là khi mà chúng ta đưa những người này vào nước mình thì quá nguy hại về mọi mặt. Nhưng mà trước tiên là dịch bệnh đi cái đã. Thì quý vị phải mạnh tay lên. Còn về dịch Covid-19 thì nó cũng đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng, nó tàn sát tàn mạng kinh khủng đối với ngành du lịch. Thì trong thời gian vừa qua vừa chớm nở kích cầu du lịch thì có rất nhiều người đi du lịch, và hiện tại bây giờ họ bị mắc kẹt tại Đà Nẵng vì dịch và sắp được đưa về thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội theo đường hàng không rồi. Vậy là cũng thở phào nhẹ nhõm ha. Có nhiều người bị mắc kẹt lại thì bao nhiêu công việc cũng này nọ và họ sống trong cái sự lo sợ. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết là đơn vị này đã chốt sổ danh sách đăng ký đưa khách mắc kẹt về thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sau khi đăng ký thì những hành khách này thanh toán qua tài khoản của Vietnam Airlines. Những khách không có tài khoản đã được Sở Du lịch bố trí các nhóm hỗ trợ thu tiền trực tiếp. Chỉ những người trong danh sách Sở Du lịch lập mới có thể đi từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chúng tôi phải gửi số liệu về hai địa phương này để chuẩn bị cách ly. Hiện nay thì Sở đã đóng danh sách nên không thể đăng ký thêm nữa. Trước đó thì Sở đã thông báo rộng rãi đến những du khách bị mắc kẹt. Và thưa quý vị, đại diện Sở Du lịch nói thêm đơn vị này chỉ quản lý các nhóm là khách du lịch. Những người khác muốn rời Đà Nẵng đến hai thành phố trên không nằm trong phạm vi quản lý của Sở Du lịch. Trước đó, để bảo đảm đưa đúng các du khách mắc kẹt về nhà, Sở Du lịch yêu cầu những người đăng ký phải có một trong các giấy tờ như là xác nhận của khách sạn lưu trú, đơn vị lữ hành, bản sao hoặc là hình ảnh chụp vé, phương tiện đến Đà Nẵng. Các du khách ở nhà người thân cần có giấy xác nhận của người thân, chính quyền địa phương nơi tạm trú và bản sao hoặc là hình ảnh chụp vé, phương tiện đến Đà Nẵng. Vào sáng ngày 9 tháng 8, thì Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết có 764 khách đăng ký bay về thành phố Hồ Chí Minh đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đề nghị từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này thì có 710 khách là người Việt Nam. Phía Đà Nẵng cũng đã liên hệ với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị các phương án cách ly đưa đón du khách từ địa phương này trở về ạ. Chuyển sang một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, thưa quý vị. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ các nghi phạm trong băng nhóm người Hải Phòng hành nghề cho vay nặng lãi, cướp tài sản ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trước đó vào khoảng 15:30 ngày 7 tháng 8, chị PTTT, 34 tuổi, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát là DS59C309626 di chuyển từ quận 4 sang nhà mẹ ở quận 3. Khi đến đường Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận 3, chị T chạm mặt đối tượng tự xưng là tên Hoàng. Chị T không biết lai lịch của Hoàng và người cho chị T vay 10 triệu đồng, trả góp mỗi ngày là 400.000 đồng trong vòng 31 ngày, tương đương với lãi suất là 24% một tháng ạ. Vâng. Và Hoàng chặn và rút chìa khóa của chị T. Chị T xin Hoàng lại chìa khóa và xin hứa là cuối tháng sẽ trả nợ đầy đủ cho Hoàng. Nhưng mà người này không đồng ý. Sau đó Hoàng gọi điện thoại thông báo cho đồng bọn. Ít phút sau, hai nam thanh niên là đồng bọn của Hoàng xuất hiện.
Hoàng đưa xe máy của mình cho đồng bọn rồi leo lên xe máy của chị Tê nổ máy định chạy thì bị chị Tê giằng co. Lúc này đồng bọn của Hoàng đã chạy yểm trợ và rồi cùng đấm đá chị Tê. Quá hoảng sợ, chị Tê chạy thoát thân vào một quán cà phê gần đó. Hoàng lái xe máy của chị Tê cùng hai đồng bọn rời đi. Chị Tê đến công an quận 3 để trình báo sự việc. Tiếp nhận sự việc, các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận 3 đến hiện trường trích xuất camera, ghi nhận lời khai nhân chứng. Rồi sau đó làm việc, thì qua làm việc tiến hành rà soát các đối tượng băng nhóm cho vay nặng lãi đã... Nói chung là hình ảnh này đã xác định là họ rồi. Qua công tác nghiệp vụ thì công an quận 3 xác định đây là băng nhóm người Hải Phòng, hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự chuyên nghiệp, hoạt động chủ yếu ở địa bàn quận 4 và quận 7. Ngày 8 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 bắt giữ khẩn cấp Hoàng Phú Nhở, 35 tuổi, tên gọi khác là Hoàng, Nguyễn Duy Khánh, 31 tuổi, có tiền án tiền sự về tội mua bán trái phép chất ma túy, Ngô Phúc, 23 tuổi, quê ở Hải Phòng, tại chung cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Đồng thời công an quận 3 cũng đã thu giữ tang vật là chiếc xe của chị T mà băng nhóm này đã cướp được. Thưa quý vị, qua đấu tranh khai thác, công an quận 3 nhận định đây là băng nhóm chuyên hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất hơn 20% một tháng. Các thành viên trong nhóm là dân anh chị ở Hải Phòng. Để quảng cáo cho vay, nhóm này thường dán tờ rơi ở cột điện, các tường nhà dân. Cơ quan này cũng đang tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra vì nhiều đối tượng trong băng nhóm này đã bỏ trốn. Hiện tại thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 đang tạm giữ hình sự Hoàng Phú Nhở, Nguyễn Duy Khánh để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự cướp tài sản. Riêng Ngô Hồng Phúc vẫn đang được cơ quan công an làm rõ về hành vi và vai trò. 24% lãi suất đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Một tháng quý vị mình vay đối với những cái tín dụng đen này thì quý vị chúng ta phải cân nhắc thật kỹ. Tại vì không ai cho không ai cái gì hết. Quý vị mình vay nợ của họ thì chúng ta phải chấp nhận những điều mà họ vừa làm với chị Tê. Bởi vì không cách nào khác, với lại bây giờ họ đi làm cái việc cho vay nặng lãi, cái việc chỉ cần nói là tôi không có tiền thì người ta tha sao, thì mình đâu dễ đâu hả, mình đâu thế nào ngây thơ vậy đâu ạ. Tiền của họ cũng là khúc ruột của họ, thì họ sẽ mạnh tay hơn với chúng ta khi mà mình đã vay. Nên quý vị ạ, thiếu thốn gì thì thiếu thốn, chúng ta mình lượm cơm gắp mắm và đừng tham gia vào những tín dụng đen như thế này. Đòi nhà cửa tan nát chúng ta cũng không biết sẽ như thế nào. Nên câu chuyện của chị Tê vẫn là một bài học hiện tại đối với những ngân hàng trụ điện, ngân hàng trước cửa nhà. Tín dụng đen mà, đen thì nó bao nhiêu chuyện đằng sau đó. Nên quý vị chúng ta phải thật sự cân nhắc về cái việc làm mượn nợ đối với những đối tượng không hề hay biết trước đó. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với những thông tin khác. Chúng tôi mời quý vị cùng đến với khu vực Đắk Lắk với cái tiêu đề là bắt quả tang lò mổ bơm nước cho bò trước khi mà giết mổ. Và theo thông tin từ đội cảnh sát kinh tế của công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cung cấp cho phóng viên của chương trình, hiện đơn vị này đang tiếp tục làm rõ để xử lý một chủ lò mổ có hành vi bơm nước vào bụng bò trước khi mà đem giết mổ. Và để hiểu hơn về điều này, chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Hồ Doan Nie ở khu vực Tây Nguyên của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Dạ, chào Hồ Doan Nie. Em rất là vui vì được kết nối với lại MC Vĩ Tâm cũng như là chị Thảo Nguyên ạ. Dạ. Nhưng mà tích cũng vui đó, nhưng mà Thảo Nguyên hơi hông ăn một chút. Ủa tại sao mình giết mổ mà mình phải bơm nước vô con bò làm chi vậy? Thì theo như mình được biết thì lâu nay là cái vụ việc mà bơm nước vô gia súc trước khi giết mổ là khá là phổ biến á. Hình như là mình